chịu nổi với cái sức gió như thế này. Gió rít từng hồi bên ngoài cửa, và sau cuối cùng thì ngôi nhà không thể nào trụ nổi. Đây là cái phần mái của mái tôn và gia cố thêm của một trên sân thượng của nhà, và kết quả là đã bị gió cuốn bay đi. Bị cái sức gió khủng khiếp, ta nghe cái tiếng gió thổi thôi là thấy rùng mình. Bão này mạnh tương đương với cái bão Yagi vừa rồi, bão Krathong. Rất may là nó không có đi qua Việt Nam mình, quét qua Philippines xong rồi vòng lên trên Đài Loan. Đó, từ nhà bay luôn, bay mái luôn, không thể nào trụ nổi. Và Đài Loan bị thiệt hại khá là nặng nề, do là gần bờ biển xung quanh thì các nhà cửa đều bị gió thổi tốc mái hết. Những cái mái tôn như thế này là nó không thể trụ được. Chúng ta thấy cái cảnh dưới đường phố này, biển hiệu rồi cành cây ngã đổ la liệt, những cái quầy hàng nhỏ như thế này là chuyện bình thường, nó vẫn thổi bay hết. Những khung sắt rồi nó cũng gãy hết, cửa kính nhà cửa là cũng không thể nào trụ vững được. Đó, cái mấy tôn lúc nãy bay ra tới đây, cây xanh ngã đổ la liệt nha. Này, bão này rất là mạnh đó, chứ không đơn giản. Lá cây, cái cây không còn lá luôn. Những cái bảng hiệu to lớn, những cái mấy nhà tôn đều bay hết, cây bật gốc. Nước thì giờ đang nước lũ đang lên rất là cao ở một số tuyến đường. Nó bảng hiệu rồi rơi rụng. Những cái máy hiên như thế này là gió quật ngã hết, nát rách nát hết. Nước đang ngập dần lên.